Xin chào quý vị, chào quý anh chị em yêu cây cảnh trên toàn quốc. Ngày mới kính chúc quý vị, quý anh chị em được nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Cuốn video mới ngày hôm nay lại đến vườn của Bonsai Tâm. Trước màn hình quý vị cũng nhìn thấy. Và trước tiên đi đến buổi giao lưu hôm nay, lời nói đầu cũng chân thành cảm ơn quý vị. Rồi, em Tâm cũng đã bước ra. Rồi, anh chào Tâm. Dạ, chào anh Phú. Xin kính chào quý anh chị em yêu bonsai trên toàn quốc. Chúng ta lại gặp nhau. Nhân cái clip này em cũng xin kính chúc quý anh chị em yêu bonsai được một ngày mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, vui vẻ. Nhân cái clip này em sẽ giới thiệu một số tác phẩm bonsai tại vườn nhà để chúng ta tiện và giao lưu với nhà vườn Bonsai Tâm. Nhà vườn Bonsai Tâm là có địa chỉ 15 E Thọ Cầu ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nha anh chị em. Sau đây em sẽ giới thiệu cho quý chị em yêu bonsai một tác phẩm là một cây trách. Đây là một cái trách nha anh chị em. Toàn bộ phần lũ của nó là riêng. Cây rất già nha, cây rất già. Rất kém. Đây là phần lũ nó đi. Rất là dữ nha anh chị em. Nhìn cái độ quái của cây trách trước màn hình quý vị cũng nhìn thấy. Cây này rất là dữ nha anh chị em. Lúa nó rất kinh điển. Rồi em báo cáo kích thước. Kích thước này nó cao 80, từ 1 chậu lên 80. Cao 80. Em sẽ đo cái quành chỗ này. Quành chỗ này là 60 nha chị em. Quành 60. Còn cái bề mặt lúa nó thì nó rất là dài này, cái dài ra khỏi chậu luôn này, tao có đây luôn. Rồi mặt lúa nó cũng còn cho 80 nữa anh em. Ủa nó ra dưới đế nó ra 80 ngàn này. Rồi em sẽ đo cái tàng ngang của cái tàng ngang ở trên này thì nó 75. Bộ tàng 75. Này ra tấm mấy? Chậu. Sẽ đo cái chậu. Chậu 50 70 anh. 70 nhân 50. Chậu tàu anh chị em. Chậu tàu 50 70. Lúa rất là đẹp anh chị em. Dạ, phát triển. Em cũng nói thêm một tí xíu. Cái phần lũa này hồi xưa là nó rinh, nhưng mà qua quá trình thời gian chơi nó bị bể ra, bị nứt ra, người ta có dán lại. Rồi ghép lại. Các anh chị em lưu ý cho nó rõ. Rồi, qua báo cáo kích thước cũng như thông số của cây. Rồi em báo giá cho quý anh em. Dạ, cái cây này em sẽ giao lưu với quý anh chị em bonsai một giá là 32 triệu. Giá tại vườn nha anh chị em. Em có xếp hàng toàn quốc, giá tại vườn là 32 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. 32 triệu giá tại vườn. Rồi, quý gì cũng như quý anh chị em yêu mến tác phẩm này rất độc đáo, em kiếm được một cây trách mà lũa như thế này, lũa như thế này thì rất là khó anh chị em. Rất là đẹp, cây rất đẹp. Quý anh chị em hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý anh chị em yêu bonsai một tác phẩm cây phi lao ở quê em ở Bình Định với là các tỉnh miền Trung miền Nam thì gọi là cây dương, ở miền Bắc thì gọi là cây phi lao. Cây này là cây bonsai đại anh chị em, cây này hệ bonsai đại lùng lụp anh chị em. Cây rất là già, bông tàn làm rất là kỹ, rất là bài bản. Rất kém mình chị em. Đây phi lao mà đi được một cành rơi như thế này thì mất rất là nhiều thời gian và công sức nha chị em. Không dễ, cành phi lao đi cành rơi rất là khó. Đi cành rơi này rất là khó. Rất là uyển chuyển điệu đà, cây này điệu đà. Đế đẹp. Thăng sáng quái. Đặc biệt cây này nó có những cái cục bướu á. Bướu nó rất là đẹp rồi. Đây, cái này. Bướu.
thấy những cái bố rất đẹp. Bú rất đẹp không? Rất đẹp. Cây cành làm rất là kỹ này, cây cành làm rất kỹ. Lâu đời cây phi lao này cũng lâu đời, nuôi được cái phi lao gì lâu lắm. Rồi em báo cáo kích thước. Mặt bên kia nó cũng đẹp anh em, giống như mặt này thôi. Cái cây này nó cao 1m30 từ mặt chậu không? Cao 1m30. Đó cái tầng ngang. Tầng ngang này có đo thử luôn. Cái cây này tầng ngang 1m8 á. Bộ tầng dài 1m8. Em sẽ đâu cái hòn gốc như này. Còn gốc 130. 130 quần bể. Còn thân 73. Còn thân 73. Quần eo 73. Em nó đang là một cái chậu củ bì 95. 95 vuông nha anh chị em. Chậu này cũng rất là đẹp, cây này thì chắc là nặng. Chậu đẹp. À, nặng. Nhưng mà không vấn đề gì đâu, em anh em nào mà có dư sở hữu cái phi lao này thì em để xếp hàng toàn quốc nha anh chị em. Góc này đang chặt. Rồi qua báo cáo kích thước cũng như thông số tầm báo giá cho anh em tham khảo. Em sẽ giao lưu cái phi lao này với cái giá tại vườn là 65 triệu nha anh chị em. 65 giá à, tại vườn. Anh chị em ngắm ở ngoài thì tốt hơn, ok hơn. Cây này nó rất đẹp. Khu cái phi lao này rất khó. 65 triệu giá tại vườn nha anh chị em. Anh chị em nào cũng yên tâm, nếu mà giao lưu thì em sẽ ship hàng toàn quốc, không vấn đề gì đâu. Đẹp, hàng mà bon xe đại mà phi lao cỡ như thế là thì bây giờ cũng hiếm rồi chị, không còn. Hàng nhỏ nhỏ thì còn cũng hàng đẹp lắm. Rồi em sẽ giới thiệu tiếp tục cho các anh chị em là một cây khế găng. Cây găng này có cái dáng bên nhân một cành rơi rất là điệu đà di chuyển anh chị em. Thân cốt thì rất đẹp, bể cũng đẹp. Cây này em mới cắt lá làm lại bộ tàn lá non đang ra anh chị em. Cây này thì mình không cần chơi to tàn, chỉ chơi một cái lớp nhỏ vậy thôi là được rồi. Cây này nó cũng có quả anh chị em. Đường thân đi rất là di chuyển điệu đà này. Một cành rơi nữa. Cái này làm trong chậu gốm, chậu cũng đẹp. Cây này thì hai mặt đẹp như nhau. Mặt bên này thì nó đẹp nhưng mà nó còn cái thể ra xíu thôi, không vấn đề gì. Đang cuốn rất là mạnh, cái răng thì cuốn thì rất là mạnh. Răng đi rất là hài hòa. Lên xuống đi một cành rơi rất là điệu. Rồi, em báo cáo kích thước. Báo kích thước cho anh chị em. Cái này nó cao từ mặt chậu lên 60 chị em. Cao 60. Em sẽ đo cái quần thân này, quần thân của đây là 37. 37. Còn dưới này thì nó to hơn, nó cái chán ở đây cái thằng bé đó. Bé hết là 65. 65. Em sẽ đo cái chậu này chậu vuông phủ bì 40 anh chị em. Chậu 40 vuông. Dạ, còn cái tàn ngang nó từ bên này qua thì nó 50 đó. Cái này một người bê hơi nặng. Anh em xin tiền. Rồi em sẽ mau cho một cái giá để anh em giao lưu với nhà vườn là cái cho cái khế găng này là 6.500.000 giá tại vườn nha anh chị em. 6.500.000 giá tại vườn. Cây này rất là đẹp anh chị em, cây thuộc hết rồi mà. Giờ ra mầm non này bấm lại rồi chơi thôi. Anh chị em nào có nhà ý giao lưu với nhà vườn thì cứ điện thoại cho em qua số điện thoại trên màn hình hoặc là Zalo qua số điện thoại trên màn hình cũng được.
em sẽ xin giới thiệu với quý vị một cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy. Đây là một cái tiểu cảnh Mai Chiếu Thủy nha anh chị em. Nó gồm một khúc đá này, hai cái đá. Ở trên này là có thức gỗ. Trong cái thức gỗ này người ta làm một cái bồn giống như cái chậu để trồng cái Mai Chiếu Thủy này vào anh chị em. Nó được làm trong cái cây nha. Đá rất là đẹp anh chị em. Còn phần gỗ này là gỗ xá xị nha anh chị em. Phần gỗ mà gỗ làm cái bồn để trồng cái Mai Chiếu Thủy này là gỗ xá xị. Một tiểu cảnh rất đẹp. Tiểu cảnh rất là hay. Cái Mai Chiếu Thủy lá trung nha anh chị em. Sao cho anh chị xem thì em xem. Tiểu cảnh này rất là hay nha em. Nó gồm đá và gỗ. Rồi, em sơ bộ kích thước của chậu tiểu cảnh. Em sẽ đo nó cao từ cái cây lên nha. 75. Đó 75 lên 75 cm. Em đo cái cây thông nó thì cây thông thì cây này nó cao khoảng 35. Cái đá này nó cao từ một chậu lên nó không như bánh nổi. Em đo cái hoành của cái Mai Chiếu Thủy này nha. Cái Mai Chiếu Thủy này có hoành 20 nha. Hoành của cây là 20. Em sẽ đo cái chiều rộng của cái đế cục đá này là nó 55 55. Rồi, em báo kích thước chậu luôn. Nó nằm trên một cái cây 70 70 50. Cái là 70 50 chị em. Tiêu cảnh rất là đập bao. Phần gỗ nó xịn này. Mà đắp tầng của Mai Chiếu Thủy. Đó. Rồi, em báo giá cho quý vị. Em sẽ giao lưu với quý chị em yêu bonsai một cái giá là 8 triệu 500 nghìn cho cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy này anh chị em. 8 triệu 500 giá tại vườn. Tập báo anh chị. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho quý chị em yêu bonsai một tác phẩm si bút đỏ. Ở miền miền Nam với miền Trung thì gọi là cái cửa sông cửa nước, còn ở Bắc thì gọi là cái si bút đỏ anh chị. Cây này nó có cái dáng lùng lực dáng làng dáng cổ anh chị. Cây này rất liền lạc, nó chỉ còn mấy cái vết tích từng đỉnh thôi, nhưng mà xây thì mấy chị em chơi biết rồi, cú sẹo rất là mạnh, tay cành chơi nó không có bị đau gì, không bị lao cành lây em, rất lung lực nha anh chị em, cây này lung lực lắm, để thấy rất là dữ, dáng cổ dáng làng rất đẹp. Em làm xây. Dạ, em xây anh chị em xem. Mặt lưng cũng rất đẹp. Chơi thì chơi mặt trước nè anh chị em. Tay cành ok hết rồi nha anh chị em. Mới cần chỉnh lại. Mặt cành rất đẹp. Rồi, em báo cáo kích thước. Dạ. Cho anh chị em cái kích thước của cành. Cái này nó cao 36 anh chị em. Rất là lùng. Cái này ron có thể đến cũng lớn. 95 mình góc 95 anh chị em. Đó thân eo này cũng thân eo này là 70. Mình góc dưới 95 nó tràn chậu luôn, đo không hết. Cái chậu cái nọng này, nọng tròn này của quỳ 40 lên 40. Cái này rất là già, rất lùng lực anh chị em.
để em sẽ cho cái giá để anh em sở hữu tác phẩm si bắp đỏ này anh chị. Cái si bắp đỏ này là bắp đỏ như em, nó có quả này, nó có quả rất là nhiều này. Em sẽ giao lưu với quý anh chị em yêu bonsai một cái giá là 13.500.000. 13.500.000 giá tại vườn cho tác phẩm si bắp đỏ nha chị em. Cái này rất là lùng lực này, nếu chị em sở hữu về cho cái này cho em thời gian số kém là đặc biệt. Em nhắc lại cái giá là 13.500.000 nha anh chị em, giá tại vườn. Mặt tiền này rất đẹp này. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý vị một cái hoa tử đen. Hoa tử đen nha anh chị em. Một số nơi gọi là đỗ quyên rừng á, đỗ quyên núi á. Mà nó có cái tên rất là mỹ miều là hoa tử đen. Hoa tử đen này thì nhiều anh chị em biết nha. Nó là dạng ngọn giống như cái cách á. Mà nó có hoa rất đẹp. Cây này nó có hoa màu tím hoa cà, màu nó màu tím hoa cà và nó có những cái vòi đổ xuống rất là đẹp. Anh chị em nào mà nếu mà đã nghe qua tử đen thì search lên Google là sẽ thấy cái hoa nó rất là đẹp. Hoa tím màu tím hoa cà rất đẹp. Sau khi nó đổ hoa xong nó sẽ cho quả nha anh chị em, quả nó này. Nhưng mà ăn được không thì em chưa biết. Tại vì em không ăn. Cây này nó đổ hoa ra quả rất là nhiều anh chị em. Cái này cành nhánh nó cũng mới thôi nhưng mà hoa rất là nhiều. Mà thân nó là thân gỗ lũa rất là cứng nha anh chị em, nó giống như là dòng họ nhà Trách à. Lá nó cứng, hoa nó hoa màu tím. Anh chị em nào mà muốn biết cái hoa nó thì đây nó hết hoa rồi, nó đậu trái rồi anh chị em, đậu quả rồi. Nên anh chị em nào mà muốn biết cái hoa nó thì lên trên mạng sạch cũng có cái hoa tử đen. Cái này thì nó có cái dáng dân cũ rất là quái dị anh chị em. Điền thân đi rất quái dị. Trước kia nó bị bể lũa xong rồi nó cuốn lại. Cái này nó bể lũa cuốn lại chơi nhìn nó đẹp, nó mỹ nhiều. Để em xài cho quý chị em xem nha. Cái này mới căn chỉnh là dòng đàn mầm non nó cũng đang ra anh chị em. Này, bên đây có quả này. Bữa mang về hoa nhiều lắm mà tàn hoa đầu quả hết. Cái này về chơi hoa thì rất là ok, rất là độc đáo. Cây này dáng rất độc đáo, mạch nào cũng đẹp anh chị em. Cây này mạch nào cũng đẹp theo, nó liền một cái khối liền một cái đế mà cái lần cái vắt rất là độc đáo. Rồi em báo cáo kích thước, em sẽ cho anh chị mấy kích thước. Cái cây này nó cao 50 cao là 50. Cái hoành dưới gốc này nó khoảng cỡ 100 anh chị em. Hoành 100. Cái thằng ngang của nó 75. Thằng ngang 75. Nó đang nằm trong một cái chiếc chậu cũ bị là 45. 45 với lại là 55. 45. Cái này già rất là, cái này rất là già nha anh chị em. Cái này cái rừng. Một số nơi gọi là đỗ quyên rừng, một số nơi nhưng mà nó có tên chính thức anh em nào cũng nghe qua là hoa tử đen. Hoa nó màu tím hoa cà nên vậy nó đổ xuống rất là đẹp. Cái này anh chị mà sở hữu về là nó đổ hoa liền. Cái này siêu hoa lắm, quả có quả, chơi hoa xong chơi quả rất là đẹp, độc đáo nên vậy. Rồi em báo giá. Rồi em sẽ giao lưu cái hoa tử đen này với quý chị em yêu bonsai một cái giá là 4.900.000 giá tại vườn. 4.900.000. Dạ, cái này rất độc đáo cho em. Đi một cái co rất độc đáo qua đây. Quá. Rồi, em xin nhắc lại cái giá là 4.900.000 cho tác phẩm hoa tử đen nha anh chị em, giá tại vườn. Anh chị em nào nhanh tay sở hữu thì gọi điện trực tiếp cho tâm qua số điện thoại trên màn hình hoặc là Zalo trên màn hình có số đó, có Zalo anh chị em để sở hữu tác phẩm này. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý vị một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây trang đỏ lá nhỏ này là gọi ở miền Nam và miền Trung, miền Bắc thì gọi là mẫu đơn lá nhỏ nha anh chị em. Cây này hai thân song thủ. Rồi để em xem cho anh chị em xem. Cây này cành nhánh rất là bài bản hết rồi. Cây này mịn hết rồi anh chị em. Cây này thì hoa nó ra liên tục, rồi nó ra số hoa xong rồi kết rồi giờ ra tiếp anh chị em. Cây này cũng đang rất là sung. quay tới ở dưới cho máy đem nhìn cái bộ dâm nó rất là già.
Dành bao nhiêu tay cành nó như chiếc đũa hết rồi em. Dạ hết rồi. Tay cành nó như đũa hết. Đó. Xem xem. Đế nó rất đẹp chị em. Nó là một đế liền nha, một đế liền lên hai thân song thủ này anh chị em. Em sẽ báo cái kích thước cho anh chị em xem. Cái cây này nó cao 39. 39 40 đó. Rồi, em sẽ đo cái eo. Cái eo giữa hai thân cho lại là nó 38 20 28. Còn cái đế nó này trải được cái hơi khó đo. Đế nó này anh chị em. Ở đây qua đây. Em đo một cái thân lớn cho anh chị em xem. Con này nó kích thước là 16. Cái này nhỏ hơn tí, chắc con nó 15 14 gì đó. Nằm ở trong một cái chậu giá cũ anh chị em, chậu tròn giá cũ. Chậu tròn này kích thước của bì 36. Rồi, em sẽ cho một cái giá yêu thương để giao lưu với quý vị là một cái giá là 7.200.000. 7.200.000 cho tác phẩm trăng đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cái này cũng chúng con xài. Anh chị em nhà có ban công rồi cho nó cái này thì hợp lý. Rồi, em sẽ nhắc lại cái giá tại vườn là 7.200.000 nha anh chị em cho tác phẩm trăng đỏ lá nhỏ. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý vị một cây sam bông. Cây bông nha anh chị em, và đắt như sam hoa. Cái này rất là điệu đà giống như một thiếu nữ nha. Giống như một vũ nữ. Cây đã rất là già, không còn kiểm nha anh chị em. Cây cành rất là già. Cây này rất là nghệ sĩ, dáng nghệ sĩ rất là hay. Thân nó xì nu anh chị em, già thân nó xì nu. Cái này nó giống nhân lên mà nó đế bề đế nó không ổn định, nằm trong một chiếc trụ tàu. Xây dòng cho quý chị em xem cây sam hoa này cho nó rõ nha. Nuôi một cành rơi của cây sam hoa này rất là mất thời gian nha anh chị em, chứ không dễ đâu. Cái này là cây khai thác anh chị em, khai thác đó, cây khai thác về từ đây mà họ nuôi xuống, từ đó người nhân họ nuôi xuống họ làm tới đây và nuôi được hai cành này rất đẹp, rất độc đáo. Dâm nó kinh. Rồi, quý vị xem xong em sẽ cho một cái kích thước. Cái cây này nó cao 68 anh chị em. Em dài 68. Tàn ở trong đây con này là nó tàn ở 40, tàn ngang ở 40. Cây này nó nhỏ anh chị em, nó to con cũng cái xíu nhưng mà rất là già, rất là nung, già xì nung anh em. Rồi em sẽ giao lưu tác phẩm sam bông này với quý chị em là một cái giá là 7.000.000 giá tại vườn anh chị em. Cây này nằm trong với một cái chỗ tàu, chỗ tàu này 30. Cây nằm chậu lâu năm anh chị em, rất là già rồi. Rất là điệu đà. Cái này anh chị em nào làm để chơi thì nó lên nền tí xíu nó thoáng cây hơn. Chỗ cộng kém nó là thoáng cây hơn. Nó để cái này nó thấp. Thì cái này thì nó đẹp hơn. Chỗ cộng kém vào cho nó lên thì đẹp hơn anh chị. Rồi em xin nhắc lại cái giá giao lưu cho tác phẩm này là 7.000.000 giá tại vườn. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu với quý vị một cái cây bonsai mini là cây mai vàng. Cây mai vàng Bình Định nha anh chị em.
Nhìn bộ đế nó rất là cũ nha anh em. Cái này thì hội tụ cổ kỳ Mỹ đầy đủ hết. Cái này em nuôi ở trong một cái chậu rất là mỏng, rất là nhỏ, nhưng mà anh chị em xem nó rất là sung. Bộ lá nó rất kinh điển. Anh chị em chơi mai để ý thì cái mai thì nó nhiều lá chừng nào thì nó sẽ có được nhiều hoa chừng đấy. Tại vì ngay những cái đất lá như thế này thì nó sẽ ra những cái nụ, mà một cái nụ nữa ra rất là nhiều hoa. Nên anh em là chơi mai thì phải lưu ý đừng có để cho nó hư bộ lá. Sau này bộ lá hư bộ lá thì nó hoa nó sẽ không đạt. Cái này nói chung là để lá và dưỡng lá cho nó ra hoa nhiều, chứ bộ dâm nó dưới cũng rất là kinh điển anh chị em, rất kỹ. Giờ mình lạc lá ra sau này nó mất hoa. Đó. Cái này là một cây mai, đây là một cây mai vàng, nhưng mà trước kia nó hoa nó không đẹp, người ta đã ghép nó vào cái giống cúc mai. Cúc mai đó anh chị em, anh là chị em, anh chị em chơi mai nghe cúc mai là biết, mà ghép rất lâu rồi, cái này ghép liền lạc hết rồi. Năm rồi anh chơi hoa rất là đẹp, hoa rất là nhiều. Thì lâu lâu nó có cái mới lạ để giao lưu cây mai vàng này cho anh chị em nào thích mai vàng á, thì mình sở hữu. Mình nghĩ về như thế này mình chăm, mình giữ bộ lá cho nó đừng có bị sâu ăn rồi ăn thì hết rất là nhiều hoa anh chị em. Cái này mình rất là ấn tượng với cái bộ thân bệ của nó, bộ thân rễ nó đi lên rất là độc đáo. Rễ nó rất là độc đáo anh. Nhưng cái này mà một thân nó lên bình thường mà bộ rễ luôn nó nôm lên cho nó đẹp. Còn em sẽ báo cái kích thước cho anh chị em. Cái này là cái hoàn gốc dưới là 86. Vì đây mà gốc đấy ghê lắm. Rồi, chỉ đo cái đoạn trên này. Đoạn trên này là 34. Đoạn eo trên đó, trên 34. Rồi, em sẽ đo cái chiều cao của cái này. Chiều cao của cái này, sau này hoa trên hoa thì nó 55. 55 thôi. Không có cao. Cái này nụ rất là dường cho em. Bên mặt nào cũng đẹp đó. Em sẽ đo một cái thằng ngang của cái mai vàng định này là nó 50. Cái này làm trong cái chậu là 25. 25 35. Cái cây này chậu nó hơi mỏng nên anh em mà sử dụng tác phẩm này thì cũng phải thường xuyên cho nó dinh dưỡng phân để nó đủ luôn. Không thì vào cái chậu to hơn, dày hơn một tí như vậy. Rồi em sẽ giao lưu cái tác phẩm mai vàng mai cúc mai Bình Định này, cái giá là 6.500.000 giá tại vườn nha anh chị em. 6.500.000 giá rất là đẹp, cái này giá thấy rất đẹp anh chị em. 6.500.000 cái mai vàng. Rồi đến đây em cũng xin kết thúc cái clip của ngày hôm nay. Cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã luôn luôn sát cánh và theo dõi ủng hộ nhà vườn Bồ Sa Lâm. Một lần nữa cũng kính chúc quý anh chị em dồi dào sức khỏe, quý vị và thật là xuất sắc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, thành cảm ơn Tâm. Rồi trước khi kết thúc cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Trân trọng kính chào quý vị.